Vô tình mình đi mình gặp nguyên cặp của ông ngủ rồi. Cái nào? Ông ngủ nguyên cặp luôn cả nhà. Hai con. Hên. Hai con ôm là ngủ luôn cả nhà. Cũng mê say. Hai con ngủ mê say luôn. Quá vui luôn cả nhà ơi. Quá mừng. Trời ơi. Gặp cặp cua. Đi từ sáng giờ đi. 2-3 tiếng đồng hồ đó. 2 tiếng mấy ạ. Gặp được cặp cua ngủ. Hết biết. Đây, con đực cả nhà. Wow. Con đực hết biết. Còn cái ở dưới nha cả nhà. Mình chói con đực trước ấy. Ủa? Hai con đực không à? Hai con đực bộ ông. Hai con đực không à? Bất ngờ hai con đực mà ôm với nhau.